Để tránh cái khói bụi của Sài Gòn thì chúng mình đi đâu nè? Chúng mình sẽ đi thôn Kinh Đông ở Củ Chi nè các bạn. Cảnh yên bình tuyệt đối luôn, không khí rất trong lành nha. Và có rất nhiều con thú vật được nuôi ở đây. Thật sự là một cảnh bình yên. Nếu mà các bạn muốn trốn Sài Gòn khói bụi mà không biết đi đâu xa thì mình cứ đi ở đây. Ở đây ăn uống cũng rất là ngon, nấu đậm vị miền Tây, và không khí thì mình được hít thở đầy cái lồng phổi, là một không khí rất trong lành nha các bạn. Mình recommend ở đây rất là nhiều, với giá cả cũng khá là hợp lý, cho nên các bạn hãy thử tham khảo nha. Tạm biệt, bye bye.